Xin chào các em. Và bây giờ thì cô và các em sẽ cùng nhau chữa chi tiết câu số 6 trong 159 sách giáo khoa hóa học lớp 12 văn cơ bản. Câu số 6 đề bài của chúng ta như sau. Một thanh đồng có khối lượng là 140,8 gram được ngâm trong dung dịch bạc nitrat AgNO3 có nồng độ là bằng 32%, có khối lượng riêng D bằng 1,2 gram trên ml đến phản ứng hoàn toàn. Khi lấy thanh đồng ra thì nó có khối lượng là 171,2 gram. Tính thể tích dung dịch bạc nitrat AgNO3 đã dùng để ngâm thanh đồng. Giả thiết toàn bộ lượng Ag tạo ra đều bám hết vào thanh đồng các em ạ. Đó, vậy cách làm của câu này như sau. Nếu như mà bạn nào mà đã hay chăm chỉ chú ý theo dõi những cái video chữa bài tập sách giáo khoa của cô ấy, thì các em đều thấy là đây là một cái dạng bài tập mà cô đã từng nhắc tới ở trong những video bài học trước. Thì đây là dạng kim loại cộng muối, đúng không? Thì các em để ý giúp cô là khối lượng thanh đồng ban đầu là 140,8 gram. Sau phản ứng thì khối lượng thanh đồng là 171,2 gram. Vậy như các em thấy là khối lượng thanh đồng đang tăng lên. Tại sao lại như vậy ư? Rõ ràng đồng tham gia phản ứng thì lẽ ra khối lượng đồng phải giảm đi. Nhưng bây giờ đồng tham gia phản ứng thì khối lượng lại tăng lên. Lý do là vì khi đồng phản ứng với dung dịch bạc nitrat thì tạo thành đồng 2 nitrat cộng với Ag bạc. Thì cái lượng Ag này người ta giả thiết là toàn bộ cái lượng Ag sinh ra đều bám hết lên thanh đồng các em nhá. Vậy khối lượng tăng ở đây chúng ta sẽ sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng, được chưa, để làm. Thế thì đầu tiên cách làm như sau. Thì đầu tiên cô vẫn sẽ viết phương trình này, Cu cộng AgNO3. Thì ở đây cô tạo thành CuNO3 tất cả hai lần cộng với Ag. Viết phương trình thì không được quên, không được quên cân bằng các em nhá. Được chưa? Các em thông cảm, hơi bị rung một chút, các em chú có cố gắng nhìn nhá. Thì ở đây có hai gốc NO3, cô thêm 2 vào. Thì bên này có 2 Ag, cô cũng phải thêm 2 vào đây. Đó. Được chưa? Đến đây cô sẽ đặt mol của đồng. Đây nhá, cô ghi rõ này. Cô gọi mol của đồng phản ứng là x mol. Được chưa? Thì mol Ag sinh ra sẽ là bao nhiêu? Mol đồng phản ứng là x mol. Thế thì đây cô suy ra mol bạc sinh ra của cô sẽ là x nhân 2 chia 1 là 2x. Ok. Đến đây cô áp dụng bảo toàn tăng giảm khối lượng này. Cô áp dụng tăng giảm khối lượng. Cô sẽ cố gắng viết thật nhẹ nhàng để không bị rung, em đỡ khó chịu nhá. Tăng giảm khối lượng cô có. Bây giờ khối lượng của mình là tăng đúng không? MCU tăng. Cái lượng tăng này chính bằng lượng Ag sinh ra bám vào. Lượng bạc sinh ra bám vào được chưa? Trừ đi khối lượng đồng đã bị phản ứng mất đi. Nhớ. Cứ nhớ là khối lượng kim loại tăng thì bằng khối lượng kim loại sinh ra trừ khối lượng kim loại đã phản ứng, được chưa? Thế thì lượng tăng của cô chính là bằng lúc sau là 171,2 trừ đi lúc đầu là 140,8 thì bằng khối lượng bạc sinh ra chính là bằng số mol là 2x nhân m lớn là 108 trừ đi m đồng phản ứng là bằng 64 nhân x. Được chưa? Đến đây cô sẽ tìm được x. Đây cô sẽ giải thật chi tiết. 171,2 trừ 140,8 cô được là bằng 30,4 bên này. Bên kia 2 nhân 108 trừ đi 64, bên này cô được bằng 152x. Vậy từ đây cô suy ra x của cô sẽ bằng 30,4 chia 152, cô được là bằng 0,2 mol. Đó, x bằng 0,2 mol rồi các em ạ. Được chưa? Thế thì bây giờ cô đã tìm được mol của đồng phản ứng rồi. Em ơi, thế bên nhìn đề bài xem bài bắt chúng ta làm gì. Thì các em thấy là bài bắt chúng ta tìm thể tích của dung dịch bạc nitrat em ạ. Đó. Thế thì muốn tìm thể tích dung dịch thì chúng ta phải biết được mol và nồng độ mol CM và N, được chưa? Thế thì số mol chúng ta sẽ tìm được theo phương trình. Vậy bây giờ phải tìm CM như nào? Đó. CM thì lại bằng N trên V. Thế bây giờ làm nào các em? Thì ở đây nếu như em tìm V mà theo N và CM thì đang rất là khó đúng không? Thế thì ở đây các em nhìn này, bài cho em biết biết D.
D để làm gì? Thì bây giờ nhá, cô sẽ nhắc lại công thức một chút này. Khối lượng riêng D sẽ bằng M trên V, cụ thể là M dung dịch trên V. Đó, vậy như các em thấy là bây giờ chúng ta đang có V này. Biết D của AgNO3 rồi, vậy muốn tìm V của AgNO3 chúng ta cần tìm thì M dung dịch, đúng chưa? Thế lại làm nào tìm M dung dịch? M dung dịch thì lại liên quan đến C phần trăm. Thế C phần trăm bằng gì? C phần trăm thì lại bằng M chất tan chia M dung dịch nhân 100% các em nhé. Đó, vậy thì bây giờ cô muốn tìm M dung dịch, biết C phần trăm rồi, vậy cô cần tìm M chất tan. Đó, vậy chốt lại là bây giờ đầu tiên chúng ta cần tìm M chất tan. Biết M chất tan là tìm được M dung dịch, biết M dung dịch thay vào đây thì tìm được V. Đó, được chưa? Thế thì bây giờ nào, muốn tìm M chất tan, M chất tan chúng ta tính theo mol. Các em ơi lưu ý giúp cô là M dung dịch là không được tính theo mol đâu nhá. Được chưa? M chất tan mới tính theo mol thôi. Thế bây giờ cô sẽ tìm được mol của AgNO3 bằng bao nhiêu. Các em nhìn này, mol AgNO3 sẽ là x nhân 2 chia 1 là 2x, đúng chưa? Với x chúng ta biết rồi là bằng 0,2, vậy cô có mol AgNO3 là 2 nhân 0,2 bằng 0,4. Đó. Vậy đây cô sẽ tìm được M chất tan của AgNO3. Em có bị rung không nhỉ? AgNO3 thì bằng mol nhân M lớn bằng 0,4 nhân với 108 cộng nitơ 14 oxy 16 nhân 3. Nó bằng bao nhiêu? Không gian bấm nhanh, sợ là bấm nhanh thì lại mạnh lại rung. 55,32 các em ạ, 55,32 gam. Đó, vậy từ M chất tan cô sẽ tìm M dung dịch các em nhé. Vậy suy ra M dung dịch AgNO3, M dung dịch sẽ bằng M chất tan nhân 100% chia C phần trăm, được chưa? Đó, thì bằng bao nhiêu? Bằng 55,32 nhân 100% chia C phần trăm bài cho rồi là 32%. Đó. Ta tính đúng không nhỉ? Đây các cô tính đúng không? 108 AgNO3 8 cộng 62. Đợi cô chút, cô tính lại, kiểm tra lại một chút xem chúng ta có bấm nhầm dữ kiện số ạ. Đâu không nhá? Đó, ở đây bấm nhầm này. Sorry các em. Chúng biết là em bấm nhầm ở đâu. Ở đây mol của AgNO3, M của AgNO3 bấm phải là bằng 68 cơ. Đó. Rồi. Được chưa? À, ở đây là 16 nhân 3, biết là phẩy này. Bị nhầm đó, bấm cẩn thận. Thế thì ở đây thay vào lại nhá, đây là 68, thì đây bằng bao nhiêu? 68 nhân 100 chia 32. Các em bỏ dấu phần trăm đi. Chỉ thiếu bằng 212,5 gam. Đó. Vậy tìm được M dung dịch rồi, cô thay vào công thức này cô tìm V nhá. Vậy đây suy ra V của AgNO3 sẽ bằng M dung dịch chia D thì bằng 212,5 chia cho D bài cho là bao nhiêu hả các em? D bài cho là 1,2 gam trên ml, đang là đơn vị ml nhá. Vậy V ở đây chúng ta tìm được cũng là ml các em ạ. 212,5 chia 1,2 cô được là bằng xấp xỉ 177,08 ml. 177,08 xấp xỉ nhá. Ml, được chưa? Đó, vậy đây chính là đáp án ở trong câu số 6. Được thế nào? Tổng kết lại một chút trong những câu số 6 mình cần nhớ cái gì? Thứ nhất, ở trong câu số 6, đây lại là dạng kim loại cộng muối. Thì em biết khối lượng kim loại ban đầu và khối lượng lúc sau, nghĩa là mình sẽ dựa vào tăng giảm khối lượng kim loại, được chưa? Thì nhớ là cứ khối lượng kim loại tăng, khối lượng kim loại tăng thì bằng khối lượng kim loại sinh ra bám vào trừ đi khối lượng kim loại đã phản ứng, được chưa nào? Cứ đặt mol kim loại phản ứng là x rồi suy ra mol kim loại sinh ra theo x, được chưa? Tiếp theo các em cần nhớ công thức. Thứ nhất, công thức về khối lượng riêng thì bằng khối lượng riêng thì bằng khối lượng chia thể tích, nhưng cụ thể là khối lượng dung dịch em nhé. C phần trăm thì bằng M chất tan chia M dung dịch nhân 100%. Đó. Vậy để tìm V, khi biết D cũng cần tìm M dung dịch.
Biết C phần trăm thì M dung dịch và thì M chất tan. Được chưa? Thì M chất tan tính theo mol. Còn nhớ là M dung dịch là không được tính theo mol đâu các em nhá. Được chưa? Đó, chúng ta kết thúc câu số 6 ở đây. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video bài học tiếp theo.